Đây là phần mở đầu cho phần kết của loạt phim Trạng Vạng nơi một cô gái sẽ phải chọn giữa xác chết biết đi hay là utopia để sống phần đời còn lại của mình. Nhưng mà như các phần trước thì chúng ta đều biết là thím này ưa xác chết hơn. Hmm, cái 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 trứng mà thích xác chết nó gọi là cái gì nhỉ? Các bạn comment bên dưới nhé. Hừng đông. Sau những sự kiện trong nhật thực thì cuối cùng ngày cưới của hai khứa này cũng đến Nhưng mà trái với các thiếu nữ mơ ước đám cưới trong mơ khác thì Bella là một cô gái lâu kỳ Nên tiệc cưới có gì thì nhờ Alice ra tay chuẩn bị hết Đấy là người khác nói thế chứ cái thằng phải xem liền bốn phần phim này đến giờ thì tôi cá chắc là do Bella bị bệnh công chúa đấy biết tự làm gì. Đại loại là gia đình mới gia đình cũ phải lo từ A đến Z nhưng mà thôi thế cũng đỡ. Cho Bella động vào thì ai biết bao giờ mới xong. Đại loại là Bella bồn chồn trước đám cưới để mọi người thất bật chuẩn bị. Đêm trước đám cưới Edward gặp Bella lần cuối với tư cách là người yêu trước khi ngày mai trở thành chồng Edward hỏi Bella có buồn chồn không trước khi đi chơi đêm độc thân cùng hội anh em và đáng tiếc là chính câu hỏi này lại làm Bella buồn chồn nên là đêm mơ thấy Edward và mình sẽ ăn thịt hết người thân thức không ngủ được nhưng mà thôi đâm lao thì phải theo lao bây giờ bỏ đi trễ mà lại có bỏ ở đâu Edward đuổi được ngay bố dẫn Bella lên lễ đường thành hôn trong hôn lễ Edward dẫn Bella đi gặp các chị em nhà Denali, Tania, Kate và Irina và Irina là người nhìn Bella thôi đã thấy dị ứng hỏi ra thì biết Irina này là bồ của Lauren nên là khi Lauren bị đám người sói thịt thì vẫn rất cay Bella nên là giờ thấy cái đám cưới này khác gì cứ ra vào vết bỏng bà này sẽ quay lại vào một ngày không xa nên là các bạn có thể nhớ Bella tìm mãi không thấy Jacob đâu chỉ thấy mấy ông người sói đến góp vui nên là có vẻ Jacob chưa đủ lớn hoặc là đủ sim để dự đám cưới crush Thôi, coi như đấy là một lựa chọn khôn ngoan Lúc mọi người đang bù khú thì Edward nói là còn một món quà cưới nữa chưa xuất hiện Dẫn Bella La ra sau nhà Và liệu đây có phải là bộ sưu tập mới chiếc áo chung cuối mà Edward đã ship từ sang Việt Nam không? Đáng tiếc là không, đây là Jacob Người đã đủ trưởng thành để đến đám cưới crush mà không mất bình tĩnh Edward để vợ mình với Jacob được riêng tư để hai người nhảy một điệu Jacob nghĩ đây là đêm cuối cùng của Bella làm người nên quyến luyến lắm Nhưng mà vẫn tôn trọng quyết định của chị cho đến khi Jacob biết Bella sẽ đi hưởng trăng mật xong mới là ma cà rồng Và Jacob ngay lập tức tưởng tượng ra với siêu sức mạnh của Edward Thì vồi hoa dập liễu nó là một understatement Jacob nổi khùng vì sợ Bella chết Khuyên chị là từ bỏ cái ý tưởng này đi Nhưng Bella không chịu Thím này muốn trải nghiệm Edward với tư cách là con người trước đã Yeah, như nào như thế Để không lôi thôi trong ngày cưới của một ai đấy Thì các bạn phải kiềm chế Jacob rồi cùng rời đi Khi tiệc tàn, hai vợ chồng Edward lên đường đi trăng mật Edward chọn đưa Bella đến một hòn đảo biệt lập ngoài khơi Brazil Thuộc sở hữu của bố Carlisle để tận hưởng cùng Bella Sau đêm đầu tiên mần nhau Bella và Edward đã phá cờ mờ đời cả cái phòng ngủ Và trên người Bella thì hết vết bầm này đến vết bầm khác Edward nhìn vợ như thế thì hối hận lắm Nhưng mà Bella vẫn chê là non gan Tại vì Bella có sợ đâu ừ thì chị có sợ cái gì đâu có cái gì chị muốn mà không được chắc là trừ mỗi bố mẹ bỏ nhau cơ mà tôi trở lại chuyện chính dù bella vẫn lưng lừng lưng lắm nhưng mà từ hôm đấy trở đi edward mãi không dám động vào bella và cái việc quản gia đến dọn giường và nhìn edward như kiểu ma quỷ hiện hình mồi chài bella đến đảo vắng để ăn thịt làm anh cười nhưng mà trong lòng tê tê thế là họ chỉ có đi ăn đi chơi tắm biển đánh cờ như mấy cụ già mỗi tội là khi edward vào đất liền săn thú để hút máu ấy, thì bella thấy một hiện tượng lạ cô nôn thốc nông tháo tính ngày thì thấy chậm kinh từ từ, từ nhé chúng ta có cần biết về cái vụ này không đây, đây là tình tiết then chốt của phim à nói chung là bella có bầu rồi một điều không chỉ không ai nghĩ là khả thi mà còn vô lý đằng khác tại vì nhà cu lần ở với nhau cả trăm năm mà có tò tí te ra gì đâu không ai biết cả kể cả bố Carlisle cơ mà căn bản là tình hình có vẻ hơi căng tại Edward sợ cơ thể mỏng manh của Bella làm sao mà mang bầu một con ma cà rồng được có bệnh thì vài tứ phương Edward hỏi bà quản gia mà người dân địa phương thì mê tín sờ bụng Bella thì chốt luôn là muốn Bella sống thì phải bỏ cái thai này đi Edward cũng muốn lắm nhưng Bella không chịu cô gọi điện cho Rosalie người vẫn luôn đau đớn về việc ma cà rồng không thể sinh con để tìm kiếm đồng minh mặc dù là không ưa Bella ngày xưa nhưng mà có vẻ đứa bé trong bụng đã đánh thức một cái gì đó trong Rosalie nên là giờ chị này bảo vệ Bella vô điều kiện sau khi Edward đưa Bella về Fox, cái thai cứ lớn dần lên với tốc độ chóng mặt. Jacob đến thăm thì thấy Bella gầy đét mo lang, châm cũng tội. Jacob, Edward và Alice cố thuyết phục Bella bỏ con, nhưng mà Bella tên không bắt đầu bằng chữ T hay chữ J, mà chưa kể là các bạn đã xem ba phần trước chưa? Bella có nghe ai đếch đầu? nên là từ chối nhất là khi Bella còn kiếm được Rosalie làm đồng minh Jacob cay cú rời khỏi nhà Cullen hóa sói chạy đi cho nó khuây khỏa thì bị anh em trong bầy phát hiện Sam vẫn là sói đầu đàn sợ đứa trẻ mà Bella sinh ra sẽ là hiểm họa khó lường cho bộ tộc nên là đòi anh em đi tìm cách giết Bella trước Jacob phản đối dù là phản đối sói đầu đàn gần như là bất khả thi nhưng mà hóa ra Jacob là cháu nội của sói đầu đàn đời trước nên là nguồn gốc con ông cháu cha này giúp Jacob có quyền lực phản kháng lại cậu tách đàn rồi bỏ Sam và anh em ở lại quyết định rời đi báo cho Cullen rồi ở lại bảo vệ Bella là Việc tách bầy của Jacob khiến thằng em Seth cũng là người giúp Edward cân hai con ma cà rồng phần trước lúc nào cũng dính đít cậu tách bầy theo. Tiếp theo đó là chị gái thằng bé, trước là vì muốn bảo vệ em, sau là vì muốn rời bỏ bầy của Sam vì vấn đề tình cảm. Sao cái phim này yêu đương tùm lum đấy nhỉ? Mà kiểu bro, giá trị gia đình mà bỏ đi vì tình yêu á, à, bro bella ngày càng tiêu tụy vì tốc độ phát triển của cái thai thì tỷ lệ thuận với độ lên bàn thờ của cô edward và jacob trong lúc đá đều nhau để nghĩ ra ý tưởng là cho bella uống máu người nên là bố calais đã phải cơ cấu một bịch hồng cầu từ bệnh viện về cho bella uống trừ một bệnh nhân cần truyền máu trước khi phẫu thuật cộng một cốc da bắc vị tiết canh sau khi uống máu thì Bella thấy khá hơn nhiều như là giả thuyết của hai ông tướng này đã đúng Edward thì vẫn có ác cảm với cái thai nhưng mà khi nó đủ lớn để hình thành suy nghĩ thì Edward đọc được suy nghĩ của con xong rồi bonding tình phụ tử các kiểu sau sau đấy thì bro này chuyển sang chấp nhận đứa bé trong một cuộc nói chuyện thì Bella bảo nếu là con trai thì sẽ gọi nó là Edward Jacob còn con gái thì gọi là Renessi <laughs> Jacob. trở lại với bầy của sam thì đại loại là giờ sam bao vây quanh nhà khu lần để ra yêu sách còn người nhà khu lần mấy tuần rồi chưa ăn uống gì nên ngày càng yếu trong khi ngày bella trở dạ ngày càng đến gần nên là tình trạng căng như dây đàn jacob hẹn anh em sói ra nói chuyện phải trái thừa cơ đánh lạc hướng để nhà khu lần có thể thoát ra và đi săn chỉ để rosalie và edward ở lại bella trở dạ và theo bản năng thì đứa bé ma cà rồng chuẩn bị tự xé bụng mẹ chui ra khiến edward phải phẫu thuật khẩn cấp rosalie nhìn thấy máu người lại đúng lúc đói thì mất bình tĩnh nên là edward vừa phải thực thực hiện phẫu thuật một mình Được cái là khi Edward lấy được đứa bé ra Thì Rosalie đã lấy lại được bình tĩnh Và ôm cháu cho Edward cứu Bella Edward dùng đủ mọi cách để cứu Bella Bơm nọc độc ma cà rồng vào tim Rồi là cắn khắp người, hô hấp nhân tạo các thứ Nhưng mà Bella vẫn nằm đấy cứng đờ Jacob nhìn Edward bất lực mà cũng bất lực theo nếu các bạn còn nhớ thì Jacob đã dọa là nếu Bella chết thì Jacob sẽ là người giết Edward luôn <laughs> Nhưng mà tôi nghĩ là các bạn không nhớ đâu tại vì <laughs> sao lại nhớ tình tiết của cái phim này cơ mà bây giờ jacob đã đổi ý bắt edward phải sống trong tuần vọng mãi mãi muốn chưa cái chết của bella đánh động cho bầy sói khiến sam dẫn anh em vào quê nhà Cullen để giết đứa bé cho bằng được ngay lúc này thì những thành viên đi săn của nhà Cullen trở về đẩy lùi bầy sói tình hình đang rất tình hình bên ngoài edward ra tham chiến còn jacob vẫn thẫn thờ đứng trong nhà một suy nghĩ gì đấy vụt lóe lên jacob cay đắng tìm rosalie định giết đứa bé để trả thù cho bella nhưng mà ngay khi nhìn vào mắt đứa bé thì jacob đã lập tức bị dính duyên Hold on cái gì cơ dính duyên đấy bro bị gái từ chối và nhận ra là ý trung minh của mình là con gái của crush bro tình tuyết chuyện của gì đây sói hoang từ ăn thịt chuyển sang chăn rau ấm rau à, à anh đi sân, em vào lúc này. làm thịt rồi làm này. như là con tôi không sao thôi đi nếu bạn dám viết thì có người dám duyệt Có người dám làm phim mà tôi dám recap Jacob từ người sói VIP Pro Sau một phút lỡ làng thành cờ mờ nó dương quá không cột tay Kết duyên với con gái của Doãn Trí Bình và cô cô Biết được sự thật này Jacob chạy ra ngoài Hóa sói gầm gừ Mọi người nhận ra có biến Và theo luật bất thành văn của sói Thì không bao giờ được làm hại kẻ đã dính duyên với một con sói khác Nên là giờ nhà cô lần không còn Và cũng không thể là kẻ thù của tộc sói Bây cái gì đây Sao cái nguyên tắc gì mà dễ Dễ yeah. Họ rời đi và để gia đình Cullen ở lại, thở phào nhẹ nhõm vì chưa ai chết và cũng chưa làm chết ai, trừ Bella. Cơ mà không, Bella chết thế nào được? Khi mà chúng ta còn một phần phim nữa Hai ngày sau khi Bella trở dạ Nọc độc ma cà rồng của Edward mới bắt đầu lan khắp cơ thể cô Chữa lành mọi vết thương Khôi phục lại con người Bella Da cô giờ trắng như cẩm thạch Bella mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu Báo hiệu rằng cô không còn là con người Mà đã trở thành một ma cà rồng thực thụ Nói chung là bây giờ ai thấy cái thím này hãm ấy Thì sẽ biết là Bella sẽ còn hãm thế này dài dài Tại vì ma cà rồng thì bất tử ấy Và chúng ta còn hừng đông phần 2 nữa rồi, sau những sự kiện của Hừng Đông phần 1 thì Bella đã hạ sinh một bé gái, người trong tương lai sẽ làm người yêu của Jacob. Đúng kiểu đẻ con cho thằng khác cưới như mọi người hay trêu ấy. À xong bây giờ Bella thành ma cờ rồng nữa có siêu thị giác, siêu thính giác, siêu tốc và siêu mạnh. Bella muốn gặp con nhưng mà Edward bắt Bella phải kiểm soát được cơn khát của mình đã thì mới cho gặp con. Edward dạy Bella cách săn và uống máu động vật. Nhưng mà đang bắt rửa con na trong rừng thông thì tự dưng Bella ngửi được một ông leo núi bị đá rách vào chân. Như con cá mập săn mồi dưới biển, mùi máu cách xa cả cây số cũng làm Bella phát điên. Cô định đeo lên hút máu người đàn ông. Nhưng mà sau khi Edward khuyên thì lại thôi, quay ra săn thú tiếp. Làm Edward hết sức bất ngờ, tại vì ma cà rồng mới chuyển đổi thì gần như là không ai có thể tự chủ như thế. Đúng là là phim Sau khi được thỏa mãn cơn khát thì Bella được Edward dẫn về nhà. Cô cảm thấy vui mừng khi mà Jacob vẫn ở đây dù không hiểu chuyện gì xảy ra. Nên là Jacob ngày xưa giờ với cái mũi mạc ở rồng của Bella thì có mùi như chó chưa nấu rượu mận. Nói chung là hôi. Cô được mọi người dẫn vào gặp con gái Renesmi. Nói chung là em bé CGI trông thiếu tự nhiên vã trưởng. Trong nó không giống em lắm nhỉ? Cơ mà bây giờ cho bú kiểu gì? Em cứ vạch ra thôi ấn vào là được. Nhớ là cắn đứt thì sao? Đùa, anh còn chả cắn đứt được. Thôi hai người đưa con bé đây để tôi cho nó bú ông cho nó bú kiểu gì thì kiểu gì chỉ có cách vừa ôm renesmi bella biết rằng cô bé có dị năng đặc biệt có thể cho người khác xem ký ức của chính mình xuyên qua cả hàng phòng ngự tinh thần của bella đúng một cái dây báo là đã dính duyên với cô bé bella cáu điên ờ, vì là ma cà rồng rồi nên là người không tím được đại loại là phản ứng của bella giống y hệt tôi hồi hừng đông một bella lôi cổ dây ra ngoài quạt trong một trận bro mẹ trẻ có biết lý do duy nhất mà chưa ai ở nhà khu lần bị ma sói vặt đầu là do dây cốp không? Thì bọn tôi có thể phản đối dây cốp vì nó kỳ nhưng mà mẹ trẻ thì không. Con tao mới chỉ là một đứa bé mới sinh thôi mà biết không? Ai biết được cái này em có kiểm soát đâu. Chưa kể là nếu em có ý đồ mờ ám thật thì chị nghĩ Edward vẫn để em sống à? Vẫn đang cân nhắc thôi nhá. Không được là không được. Thôi nào Bella, đây là định mệnh từ đầu Nessie đã muốn em ở đây rồi. Muội mày đặt biệt danh cho con gái tao theo quái vật hồ lốc nét á. <laughs> Tôi không đùa đâu Cái thoại phim này đó đúng là như thế thật đấy Các bạn có thể lên Youtube xem Bố nào viết ra cái câu này Chắc hôm đấy phải cười to lắm Kiểu tác giả dám viết Biên tập dám duyệt Nhà xuất bản dám in Biên kịch dám nhét vào kịch bản Đạo diễn dám chỉ đạo Diễn viên dám edit rồi hậu kỳ Dám hậu kỳ diễn viên dám diễn là hậu kỳ dám edit mà cái đoạn này vẫn tồn tại. <laughs> Quay lại trở chuyện chính thì sau khi quất dây như con, Bella mới bắt đầu nhớ đến bố, người chắc đang lo phát điên vì con gái cưới xong xong tự dưng cáo bệnh, xong mãi không về thăm mình. Bác sĩ carlisle đưa ra quyết định là báo cho bố Bella rằng con gái ông đã chết và nhà Cullen phải rời khỏi phốc trong ngày mai. Tất nhiên là dây không chịu tại vì cho đùa quái ác của tác giả bắt cậu phải gắn liền với con gái Bella rồi. Tuyệt vọng không biết làm gì, dây về nhà bố Charlie chuẩn bị tinh thần cho ông bằng cách tự biến bản thân thành sói trước mặt ông bác với ý tưởng là giúp bố Bella nhận ra những sinh vật thần bí có tồn tại. Charlie đến nhà Kulin gặp lại Bella và vì luật mai cà rồng vẫn không cho ai tiết lộ bí mật, Bella buộc phải giải thích với bố là để mình khỏi bệnh thì bản thân cô đã phải biến đổi ít nhiều, không còn hoàn toàn như là con gái ông ngày xưa và cũng chấp nhận sự tồn tại của Renesmee. Tạm hiểu đây là con nuôi của Bella và Edward, chứ không hỏi gì thêm cho đỡ đau đầu. Mọi chuyện đến đây tạm thời được giải quyết Mỗi tội là con gái của Edward và Bella lớn nhanh như thổi Mới mấy tháng mà đã to như trẻ con 5-6 tuổi Giờ thì Bella lại sợ tuổi thọ của con sẽ phập phù như đường truyền mạng vào Steam mấy hôm nay Một buổi nọ khi Bella và Jacob dẫn Renesmi đi chơi trên cánh đồng tuyết Thì bà Irina từ phần phim trước xuất hiện Nhìn thấy con bé thì tưởng nhà khu đã tạo ra một đứa trẻ bất tử Điều đại kỵ thứ hai chỉ sau việc làm lộ bí mật của ma cà rồng Bởi vì lũ trẻ con khi biến thành ma cà rồng sẽ không già thêm nữa Mãi mãi là trẻ con Không học được cách kiềm chế cơn khát cũng như là được bí mật giận dỗi tí lại có khi bay bầu cả một ngôi làng dẫn đến việc đại kỵ đầu tiên Irina chạy đi mách lẻo với nhà Volturi dù nhà Colin gọi về cho nhà Denali mãi cũng không thuyết phục được trong khi đó thì cả nhà đang tiếp tục nuôi Renesmi lớn Alice lại tiên tri ra một viễn cảnh khủng khiếp ở đó thì nhà Volturi đã huy động cả đội quân đến tiêu diệt nhà Colin với cái tội đã tạo ra một đứa trẻ bất tử Alice và Jasper đột ngột sủi để lại cho gia đình một lời nhắn về việc tìm càng nhiều người làm chứng cho việc Renesmi không phải là một đứa trẻ bất tử mà là một bán mà cà rồng Kaelis và Esme đang sang châu Âu tìm đồng minh, trong khi Edward và vợ đến nhà Denali xin giúp đỡ. Chị gái của Irina, Tania và Kate trước tiên còn rẻ chừng, nhưng mà rồi khi mà Renesmee cho họ xem ký ức của chính con bé thì người ta tin luôn. Nhà Cullen cứ thế mà triệu tập vô cùng nhiều người từ khắp nơi trên thế giới, ai cũng bị chính Renesmee thuyết phục rất nhanh. Nhưng mà trong lúc này, những người đến làm chứng cho nhà Cullen bật mí cho Bella rằng khả năng kháng cự dị năng của Bella là một dị năng vừa hiếm vừa mạnh. Bella có thể chặn được Edward đọc suy nghĩ, chặn điện của Keith, chặn khả năng tạo ảo giác của chị em người Amazon và giờ thì họ còn dạy Bell cách dùng năng lực này để bảo vệ những người xung quanh. Ê cái đoạn này như kiểu Avenger Endgame nhỉ, kiểu tất cả mang cả rồng trên khắp thế giới với kỳ, với năng lực đặc biệt ấy. <laughs> Nói chung là nhà Vuturi có rất nhiều kẻ có năng lực rất mạnh nên là việc Bella chặn đứng được chúng bằng cách bao lớp bảo vệ này lên những người khác là vô cùng quan trọng lần lượt từng ma cà rồng xuất hiện khiến ngôi nhà của gia đình khu lần trở nên đông đúc tất nhiên là ai cũng chỉ cần nhìn thấy ký ức mà renesmi truyền cho là bị thuyết phục ngay bố carlis không yêu cầu họ chiến đấu với nhà khu lần nhưng mà edward thì có và vì càng có nhiều ma cà rồng trong vùng nên là các thanh niên tộc hewlett của jacob cũng càng có nhiều người bị thức từng gen hóa sói khiến jacob vừa cố bảo vệ hai mẹ con bella vừa phải đi tìm và giúp anh em đồng tộc học cách kiểm soát năng lực cả những người ủng hộ nhà khu lần lẫn người sói thấp thỏm chờ đợi trong lúc tất cả đang bận luyện tập chiến đấu để phòng trừ trường hợp xấu nhất thì bella tìm được một lời nhắn thứ hai từ alice giấu trong cuốn sách ở nhà riêng của hai vợ chồng bella alice giữ bí mật này cho bella biết để không người đọc suy nghĩ nào nhất là lão tộc trưởng Votori tìm ra được cô lên thành phố gặp người đàn ông được nhắc đến thì được ông ta giao cho căn cước và hộ chiếu làm cho Renesmi và Jacob có vẻ như là Alice biết chuyến này đi lành ít giữ nhiều nên là mới cho Bella kế hoạch dự phòng của dự phòng này Bella về Fox nhưng mà không nói với ai chỉ lặng lẽ viết thư cho con gái nhét vào ba lô cùng với một đống tiền và ngày phán xét đã tới Bella và Edward mua vé tàu cho bố Charlie rời khỏi Fox đi chơi còn nhà Cullen và những người bạn thì gặp cả quân đoàn Votori giữa cánh đồng trước khi aro trưởng tộc photori đưa ra lời kết tội bella và edward đã đến tận nơi cố giải thích cho aro rằng con gái hai người là bán ma cà rồng và tất nhiên là aro không thể nào phủ nhận sự thật khi mà chính renesmi truyền những ký ức đầu tiên của con bé cho lão ở khoảng cách rất gần thì aro thậm chí còn nghe được tiếng tim đập tiếng máu chảy và renesmi thậm chí còn lớn hơn so với ký ức của irina nên rõ ràng con gái edward không phải là một đứa trẻ bất tử không dính vào đại kỵ aro ra lệnh xử tử irina vì tội láo khiến tania và kate làm loạn lên vì đau buồn nhưng mà được bạn bè kiềm chế nên không nhảy vào đánh nhà Votori trước. Tuy thế, từ rất lâu rồi, Aro muốn tiêu diệt nhà Cullen để kéo Alice, Edward cũng như là giờ là cả Bella về Votori. Lão bắt đầu phát biểu về việc thời thế đổi thay. Con người giờ có vũ khí giết ma cà rồng như ngoé, nên là những thứ mới lạ và bất định không được phép tồn tại. Đúng lúc này thì Alice trở lại, đến tận nơi gặp Aro cho lão xem viễn cảnh tương lai về Renesmi. Trái với kỳ vọng của Alice thì dù cô có tiên tri đi cái gì đi nữa thì Aro lần này cũng dắp tâm tiêu diệt nhà Cullen. Lão cho người bắt Alice rồi phát động tấn công. Kalai chạy ra bảo vệ con gái nhưng mà bị Aro một chiều gục luôn. Một cuộc hỗn chiến xảy ra và dù có quân lực ít hơn nhưng mà nhà Cullen có rất nhiều nhân vật với dị năng cực mạnh, chưa kể là được tộc sói bóc lót nên là quân Votori gặp rất nhiều khó khăn. Aro buộc phải lôi ra con bài tẩy là chị em Jane và Alex. Jane thì dùng tâm trí khiến người khác đau đớn từ các phần trước rồi còn thằng em alex biết tạo khói độc vô hiệu hóa ra quan kẻ địch nhưng mà đáng tiếc là hai con bài này gặp đúng cao tờ cứng là khả năng che chắn đồng đội của bella lần lượt từng người bị liên minh của nhà khu lần tiêu diệt nhà votori từ kẻ trên kèo giờ bị bắt hết bài rơi vào thế khó từng kẻ bị bắt lẻ kể cả hai tên ma cà rồng đứng đầu gia tộc cùng aro đến lượt aro thì lão cũng bị bella và edward quây kèo bẻ cụt đầu rồi tiêu hủy bằng lửa sợ phết nhưng mà giờ thì phim bắt đầu dở plot twist ra là tất cả những cảnh đánh nhau từ nãy đến giờ đều là viễn cảnh mà Alice tiên chi ra chứ chưa xảy ra. Arrow nhìn thấy mình và những người quan trọng xung quanh chết hết thì sun vòi không chắc kèo về quyết định khô báu như trước nữa. Đến bây giờ thì Jasper và Alice lại gọi thêm nhân chứng cuối cùng của họ ra, những người mà họ phải đi tìm kiếm rất lâu mới thấy là hai dì cháu ma cà rồng tới từ Nam Mỹ. Thằng cháu là một bán ma cà rồng như Renesmee, còn bà dì sau này được chính cháu biến thành ma cà rồng. Nhà Voturi thì không biết gì về vụ này, chứng tỏ là sự tồn tại của bán ma cà rồng không gây hại gì đến bí mật của chúng. Và giờ thì Aro không còn cách nào khác để làm vụ này sao cho hợp pháp. Chưa kể còn vẫn đang rén vì của viễn cảnh mình bị tiêu diệt nên là ra hiệu cho người nhà Votori rời đi. Quân đàn Votori rời đi trong cây cú và tất nhiên người cay nhất là Aro bảo rằng hôm nay sẽ không có trận chiến nào nhấn mạnh là hôm nay thôi nhé khi nguy hiểm đã qua đi gia đình lần và những người bạn trở lại nhà Alice nhìn về phía tương lai và trong đầu lập tức nhìn ra hình ảnh một Renesmi trưởng thành sánh đôi bên cạnh Jacob vẫn kỳ nhưng mà thôi thì cũng được Viễn cảnh mà Alice thấy đập vào khả năng đọc suy nghĩ của Edward Khiến Edward yên lòng vì con gái mình từ giờ về sau sẽ luôn có người bảo vệ Thế giờ tôi gọi anh là bố luôn được chưa? Bro đừng Xong hai ông còn cười với nhau WTF trò đùa gì đây cơ <laughs> mà phim sắp hết rồi, giờ chỉ còn hai người Bella và Edward lại nằm trên cánh đồng hoa và nhờ luyện tập gì đấy Bella giờ đã tìm cách gỡ bỏ tạm thời năng lực của mình giúp Edward có thể đọc được suy nghĩ của cô nhìn thấy từng khoảnh khắc từ lúc họ gặp nhau đến giờ từ góc nhìn của Bella ờ à, lãng mạn ghê hai người chim chuột với nhau và thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong hừng đông phần cuối của loạt phim trạng vạng ơn rồi nó đã hết rồi mong là mai sau có con gái tôi từ từ ngồi xem cùng nó cũng được vui, có con gái là vui rồi. tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký giờ review để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.